Finlor phần 2, những kẻ đào mỏ. Mặt trăng đầy đặn như một thứ trái cây màu trắng tròn xoe, lơ lửng ngoài tầm với, giống như những thứ mà lông vũ đen thèm muốn. À, Finis, hắn rít lên, thì thầm qua kẽ răng cùng lúc nhìn chằm chằm vào ánh trăng phía xa tít ban công của tòa lâu đài. Những bài hát hay nhất thường được viết trong màn đêm giống như thế này. Không thể nhảy theo một bài hát về bắt cóc được, Fin trả lời. Hắn gãi sâu vào bên trong tai của hắn bằng một cái móng vuốt dài. Hai kẻ không bao giờ thành công rúc vào nhau trong một cái ngõ cụt của Mekong Heart the Orange, gai góc tua tủa ở phía dưới ban công. Fin đã vượt qua được bụi gai cao nhất. Nguy hiểm chính là bạn nhảy của chúng ta. Black ngụy trang trong bộ trang phục lông vũ đen trong màn đêm, nhưng hắn không muốn giấu đi mái tóc vàng sáng bóng của hắn trong bất cứ trường hợp nào. Cái đẹp, hắn luôn nói, chính là thứ vũ khí của riêng nó. Sẽ không phải là một cuộc phiêu lưu đúng nghĩa khi không bắt cóc công chúa, là cái mà ta đã làm. Thật chẳng lịch sự chút nào khi bắt cóc một cô gái tội nghiệp đi xa khỏi nhà của cô ta. Chẳng có gì là tội nghiệp ở cô gái này cả. Sau này họ cũng sẽ ca ngợi chúng ta và cả săn lùng chúng ta nữa. Với sự quyến rũ của ta và sự cơ bắp của ngươi, không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Nỗi sợ hãi rõ ràng mà ngươi đã gieo rắc lên toàn bộ vương quốc, sẽ không nhiều kẻ dám chống lại chúng ta đâu. Tôi nghe nói cha mẹ của cô ấy là người tốt, cả hoàng gia đều vậy. Finn quan tâm chút tới vấn đề của cuộc phiêu lưu, từng sống tốt trong thời gian dài và gặp rất nhiều thứ tốt, hắn đã nghĩ rằng nó là cách lành mạnh nhất để tránh khỏi bi kịch. Lông vũ đen vỗ tay vào đôi tay của người bạn khổng lồ, bờ vai u bắp thịt. Người bạn cao thượng của ta, người không thích tiền sao? Có tiền vẫn hơn không? Đó, thế nên, chính là lý do của ngươi. Vì ở trong nhà trọ nơi đêm qua chúng ta đã tá túc, ta đã nghe có một phần thưởng hấp dẫn dành cho bất cứ ai tìm được công chúa. Ta sẽ nhận trách nhiệm thám thính và giấc ngủ chiều của ngươi. Lông vũ đen chỉ tay lên. Cái gì mà to tát thế? Không có lời cảm ơn gì cho công sức của ta. Không có lời xin lỗi nào vì ngươi suốt ngày chỉ ngủ thôi à? Finn trượt hai cái móng vuốt lên bụi cây để hái xuống một trái cam. Tôi bị mệt sau bữa trưa. Trong trường hợp này, 10.000 đồng vàng là to rồi. Chúng ta sẽ chia đôi, mỗi người được 5.000, rồi ta sẽ sống cuộc sống dư giả. Finn cắn vào trái cam, ăn cả vỏ, cho tới khi ta không thể cố gắng thêm được nữa. Và ta sẽ chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu tiếp theo. Chúng ta sẽ làm gì với cô ta đây? Với ai cơ? Công chúa ấy, người mà ta vừa bắt cóc. À, chúng ta sẽ trả lại cô ta và nhận thưởng thôi. Và làm thế nào chúng ta... Không quan trọng, chúng ta sẽ giải quyết xong cô ta trước giấc ngủ thứ hai của ngươi vào ngày mai, và 10.000 đồng vàng sẽ càng nhiều thêm. Chúng ta sẽ sống như những ông vua trẻ và có chuyện hay để kể sau này. Đúng thế rồi, Finn đồng ý ngay. Dù hắn có thể cộng tốt hơn lông vũ đen, một người bạn hiếm khi chia cái gì đó công bằng, và hắn không hề quan tâm tới cãi nhau nữa. Làm sao mà ta leo tới đó? Chúng ta trèo tường bình thường thôi. Lông vũ đen nghỉ tay và nhìn chăm chăm vào cái ban công. Liệu có thành công được không nhỉ? Và với điều này, Finn lôi từ sau lưng hắn một cái mỏ neo. Người kiếm cái này ở đâu ra vậy? Một cái tàu mà ta vừa tới đây, vừa đẹp với dáng tôi quyết định giữ nó luôn. Làm tốt lắm, Finis. Công chúa đang đợi ta. Buộc một sợi thừng vào cái mỏ neo và móc nó vào ban công, rồi ta sẽ leo lên. Ông có dây à? Đương nhiên là ta phải có rồi. Ta là một nhà thám hiểm mà. Thế thì tốt thôi, tôi sẽ bỏ sợi xích này đi. Lông vũ đen bổ sung thêm một ý nghĩa phóng đại vào đầu hắn đến nỗi mà hắn sáng lên được trong bóng tối và chưa đầy một phút, thật hài lòng. Finn và lông vũ đen bắt đầu trèo lên.